Xin mến chào cô bác anh chị và các bạn. Hôm nay Thiện phát quà cho bà con nghèo ở trong xóm của Thiện với những cái xóm khác. 100 phần quà nhưng mà phát tại đây là 50 phần quà. Thì còn lại 50 phần quà kia Thiện phát ở một địa điểm khác. Thì phần quà này của dì Đen với dì Lan ở bên Mỹ. Thì qua cái số tiền mà hôm trước chị Quanh Bùi có gửi cho Thiện là 2.300 đô. Thì Thiện có mua 100 phần quà phát tặng bà con nghèo, thì mỗi phần quà là trị giá 500.000 đồng, thì hết cái số tiền là 50 triệu. Thì cái phần còn dư lại đó, thì khi mà Thiện tới cái địa điểm phát quà thứ hai đó, bà con nào khổ mà già cả lớn tuổi thì Thiện sẽ lấy phần tiền mặt Thiện gửi cho bà con luôn. Thì cái số tiền nó còn lại là khoảng 2 triệu đó. Thì mình sẽ xem bốn gia đình, bốn hoàn cảnh mà hơi khó khăn đó, chích ra mỗi người là gửi tới 500.000 đồng. Thì hôm nay phát tại địa điểm ở đây là 50 phần quà. Thì 50 phần quà Thiện sẽ quay chung gom lại thành một cái video để gửi đến cho dì Lan với dì Đen cũng như là chị Quanh Bùi cùng tất cả mọi người theo dõi. Thì cũng mừng cho bà con cái dịp cận Tết này có quà gạo mì cũng như tiền để vui trong những cái ngày sắp Tết. Đây cái này phần mì quà của dì Đen với dì Lan, thì qua cái số tiền của chị Quanh Bùi ở bên Mỹ trở về đó, con gửi cho mỗi cô bác là một phần quà 200.000 đồng với 300.000 cô bác ăn Tết nha. Đây là cái bọc gạo ha. Rồi cô bác lên đi. Không, không. Rồi mỗi phần quà là 300.000 với mì với gạo ha, để cho con. Rồi, mình đi qua đây nè bác. Rồi được cái phiếu cho con. Rồi, đây là cái gì? Lan với gì Đen. Quà cảm ơn Mạnh Thường Quân nha. Mỗi một phần quà là mình cảm ơn bà con để mai mốt cô bác gửi về giúp mình nữa. Nè nè nè, bưng cho chú giùm đi. Nè nè. Dạ dạ. Rồi. Rồi mình qua đây luôn. Qua luôn, qua luôn. Rồi. Qua đây chứ. À, cảm ơn Mạnh Thường Quân nha. Rồi lên. Nhỏ nhỏ mà không nghe. Nhỏ nhỏ không nghe. Cảm ơn.
bông. Rồi sao đổ dữ vậy? Cột lại. Mình lấy dây trong nhà cột lại. Bưng tiếp em kìa. Nè. Bưng tiếp em kìa để nó nặng kìa. Bưng cho em ấy lắm, bưng cho em kìa. Rồi rồi bưng cho bà bác kìa. Bưng ra luôn nha Kim, bưng ra cho. Rồi, rồi, rồi.
tại còn 5 phần quà nữa thì Thiện gửi ở nhà để cho mẹ phát cho bà con. Hiện nay Thiện phải đi thêm một cái địa điểm nữa để phát quà cho bà con, cho nên không có kịp phát ở đây thì sẽ gửi cho bà con sau. Thì ở đây mình đi ở chùa Mộ Âm để phát và cho bà con nghèo ở nơi đó là 125 phần quà nữa. Thì có thêm một người chú, người anh Mạnh Thường Quân gửi tiền thêm để Thiện phát 75 phần cho người nghèo. Ê, có 50 rồi nha. Đời bụng bưng. Tương không luôn nè. Em nuôi tao. Ê, đu cây lên kìa.
xin mến chào cô bác. Thì cái địa điểm thứ hai thì phát 50 phần quà của cái phần mà dì Lan với dì Đen qua cái số tiền của chị Oanh Bùi ở Mỹ gửi về cho Thiện là 2.300 đô, thì mua 100 phần quà cho bà con nghèo, thì mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng, gồm có mì với gạo là 200.000 đồng, còn lại thì mình phát 300.000 tiền mặt. Thì hôm nay cái địa điểm thứ hai thì phát nơi đây là 50 phần quà. Đây những hình ảnh thì sẽ gửi đến cho tất cả cô bác anh chị Mạnh Thường Quân xem. Đó thì cái số tiền nó còn dư lại 2 triệu đó, thì Thiện sẽ lấy cái số tiền này để giúp đỡ những cái hoàn cảnh khác. Tại vì hôm nay tới đây phát quà thì cái tiền và cái quà nó cũng đã, người tới nhận cũng đã đủ, cho nên không có dư ra thì mình cũng không có trao. Sẽ giúp đỡ những cái hoàn cảnh tiếp theo mà Thiện đi, Thiện gặp. Đó thì mời cô bác anh chị cùng đón xem buổi phát quà nha. Cao Quan nhiều anh ơi. Đi qua. Rồi vậy đó. Rồi cái phần này là của cô, của dì Đen, dì Lan gửi cho mỗi đứa cô bác là mỗi một người 300.000 với phần quà ha. Cái phần này. Ba con nào rồi đi bưng đi. Không muốn 300.000 không? Bưng đi rồi. Đi này mày xài miếng miếng. Bây giờ mấy bà bưng không nổi thì bà mấy bà đi đi. Mấy bà đi đi rồi mấy đứa em mới bưng lên. Để con ăn cho. Rồi. Rồi cho quan. Thị lệ chưa đâu. Cầm đi lệ. Đi xem. Rồi đủ năm chưa? Đủ rồi. Đủ. Đủ rồi. Cô bác mấy quà đi. Để rồi, kiếm từng bà kia. Rồi. Rồi các bạn ơi. Cô bên ý nè. Rồi các bạn, không có.
Bác Năm chúc mừng. Đi ra coi đứng chỗ đó. Rồi 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 rồi. Đó hoài chứ. Chỗ thằng Tạ Quy Hiên kìa. Rồi chết chết quan lên ta coi. Quay đồ lấy cái cảnh không à. Đi phát. Thị Quyên. Quyên ơi. Rồi ôm đi. Rồi. Ngọc đi, Ngọc vô đi. Lấy gì tôi kêu rồi. Vô, họ. Mai thì hỏi. Mai nhận thế thì hỏi. Đứng lên đây. Thôi hỏi luôn nha. Danh mút Nguyễn Thị Hương, Thị Sa Rương, rồi rồi đó. Tôi chẳng thảo nhận đi thế đâu. Đúng. Ở bên kia. Đấy gốc cây nào đi. Tao để đây luôn. Mệt thân. Bà quá thận. Thì nữ đâu đi vô vô lắm đi. Thì nữ vô. Bà quá thận. Danh tỷ. Có. Thì được. Đào Thị Hiền. Đào Thị Hiền. Cháu này nó kinh cho bà nè. Bà xuống bà ở đâu? Danh Quế. Cái này của ai nè nha. Thị Sượng. Sắp đứng quả luôn hả? Thị Sượng đứng quả luôn. Thị Sương. Ông cái bóp nhận quà chứ có mặt mấy lại có tiền đâu nha. Quỳnh Long. Đây là những hộ bà Lộc khó khăn hơn mình thôi. Thị Dư. Đi tâm. Vâng nói không? Thì cho đứng đi. Trời ơi, có phiếu là có quà đừng lo. Thị sản. Đào Văn Được. Đào Thị Tú. Bùi Thị Lệ. Hình quá hả? Đó rồi. Cô bác cảm ơn mạnh thường quân nha. Rồi. Mời bà con mình nhân quà đây. Rồi nhận đi. Vô
Rồi còn bốn món nữa hả? Rồi, nhận đi. Rồi, 7 hàng người 1 cái 4. Rồi, nhận đi.